Xin chào các bác. Hôm nay về ít hàng rừng quá này, có một cái giò đùi gà ở cái cây gỗ mục này. Thế là bẻ ra anh em, bẻ ra xong rồi là bán luôn. Đây là theo em nhìn nó, đây là đùi gà tròn các bác. Kia là cái thân già nó có hình tròn, nó không được bẻ. Đùi gà dẹp nó cứ rích rắc, rích rắc. Còn đùi gà tròn thì nó tròn hơn, thì cái thân này các bác này. Đấy. Đùi gà tròn hoa nó đậm hơn và đẹp hơn đùi gà dẹp. Và đặc biệt hơn là nó dễ trồng hơn. Điều này rất quan trọng vì đùi gà rất là khó trồng. Cái này các bác có thể treo và tưới nước thường xuyên, hoặc là trong cái chậu cho vỏ thông vào. Cái đùi gà nó không thích nước mấy, bởi vì trong bản thân cái cây đùi gà nó có những cái thân này này. Những cái thân này chứa rất nhiều nước và nó sẽ nuôi những cái cây. Nuôi những cái cây này. Chính vì vậy mà đùi gà nó không ăn nhiều nước. Nếu mà có nhiều nước mà sử dụng nhiều bột dừa, những cái bột dừa như này này, thì là đùi gà nó sẽ đi các bạn. Những cái cây này, vũ lữ này thì nó cũng không hẳn ưa nước. Đó là em, tính em là lười tưới nước thì em hay phủ bột dừa vào để cho tưới một lần được lâu. Giò đùi gà này em bán có 300 thôi, có duy nhất giò này các bạn. Nó hơi ít thân tơ tí, 300 một giò này thôi. Những cái thân này nó sẽ ra hoa này, những thân rụng lá này. Đùi gà nó có khả năng ra hoa cả những cái mầm của năm ngoái nữa. 300 một giò này, nguyên bản. Hôm nay em về thêm có loại xích ngọc đỏ ạ. Đây các bác này, xích ngọc thì có 3 loại, một là loại cái hàng thường. Cái loại hàng thường thì hoa nó bình thường đấy. Hoa nó là màu truyền thống là tím trắng. Còn màu, một khóm này có 3 thân. Còn màu đỏ này là nó đỏ chót luôn. Cái hàng này nó xuất hiện sau cây kiếm xích ngọc trắng. Chính vì vậy mà xuất hiện sau cho nên cây giống của nhân không được nhiều các bạn. Vì vậy mà giá nó còn hơi cao. Một khóm như này em bán là 350. 350 một khóm xích ngọc này. Các bác yên tâm chuẩn mặt hoa nhé. Đây, mặt hoa này này, đỏ chót luôn các bạn. Đấy là xích ngọc em về được mấy chục khóm này, nó không có nhiều. Còn vũ lữ này, vũ lữ này quanh năm có hoa. Từ ngày em đăng video đến tận bây giờ nên cứ tàn lại ra những cái nhánh này. Nó tàn ở trên cái cành chính thì những cái nhánh của nó chưa ra hoa nó sẽ ra. Đây các bác, hầu như là cây nào có nhánh này. Đấy. Nó chơi được quanh năm các bạn. Vũ lữ này em bán là 70.000 một khóm. Còn cát thì chậu lạng có mèo hết rồi. Có tổng cộng là 4 màu. Mà những cái mã này, đây có những cái lụ to to này, đây chắc là màu cam rồi. Cây nào cũng có lụ và có mèo. Cây này trồng ở Việt Nam cho nên là cái mèo nó không bị cháy. Tuyệt đối là 100% là hàng ngon các bạn. Nó không bị cháy mèo. Em bán là 120 một chậu cát. Tất cả đều đang nụ hết ạ. Còn đây là địa lan Trần Mộng. Trần Mộng Xuân này em bán là 100 một cân, hàng đang lụ. Đây có bụi này 4-5 cân rồi. Còn giò đuôi cáo này thì em bán là 500. Cáo nguyên bản này 500. Còn cây kiếm số 1, kiếm số 1 của Thái này 300. Còn đây là cây kiếm số 3 của Thái cũng 300. Đấy, đây là kiếm. Còn địa lan Thanh Ngọc thì em bán là 80.000 một thân. Đây có những chậu 4, 3, 4 thân, 5 thân. Bên này là xích ngọc trắng. Xích ngọc trắng cũng đang có lụ hết rồi. Chuẩn bị chờ hoa. Đây, một khóm xích ngọc trắng to hơn này là 500 thôi ạ. Đây là xích ngọc trắng trưởng thành. Cây xích ngọc đỏ nó không cao bằng cái xích ngọc trắng đâu, nó bé hơn. Còn bên này là địa lan Hoàng Kim Bảo. Hoàng Kim Bảo em bán là 200 một chậu. Địa lan này là hoa chuẩn Tết đấy. Đấy, lụ đây các bác này. Đó, về cứ chơi xong hoa, chơi hoa xong thoải mái đi, xong tách ra. Chơi hoa cắt cái bầu này ra. Không nào là cho hẳn cả cái bịch này vào một cái chậu to hơn. Thế là sang năm các bác lại chơi được hoa tiếp. Còn đây là kiếm xanh Thái này, 1,5 triệu một chậu này. Đấy, hàng thuần hết rồi, các bác giờ chỉ việc treo chơi thôi, không phải làm gì nữa. Đấy, chậu này 1,5 triệu. Chậu này thì em tính là 1,2 triệu thôi. Chậu này lá nó hơi xấu tí, em bán 1,2 triệu này. Đấy, các bác có nhu cầu lấy chậu này thì em bán 1,2 triệu nhé. Đấy, bên này là kiếm xanh Thái, đây 500 này. Semi Coco. Nói chung bên này em cũng khá nhiều loại kiếm. Một số đã bắt đầu bật mầm. Em lại có lại phải tưới nước chăm sóc các thứ đàng hoàng rồi.
Còn đây là mặc biên thì hết rồi. Bên này còn một thân xanh Huế thôi, tính 4 triệu rưỡi đấy. Bác là mua thì báo em. Còn chậu này là vàng Tây Linh này, 800 này. Đây, hai thân già vàng Tây Linh này, 800. Đẻ nó khá tự đẻ các bạn. Kiếm này đẻ khỏe lắm. Đây, hoàng kim bảo số lượng em có khoảng vài trăm chậu. Còn cát, cát đài. Cái này thì 130 này. Cát đài này thì em bán là cũng 130. Đây, lụ hết rồi. Rất là nhiều lụ. Cát đài 130. Hồ điệp này thì em tính 101. Đây, hồ điệp đây. 110.000 một chậu. Đây là các màu cát thái này, màu vàng, màu đỏ này. Còn đấy, hàng này em cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là vật tư. Vật tư thì em vẫn có lưới Nhật. Lưới Nhật em bán là 180 một tấm. Đây lưới Nhật này. Khổ nó là 1,8 x 5m1. Đây. Khổ lưới đây. Lưới này làm bằng sản xuất bằng nhựa PE. Nó có độ bền khoảng 10 đến 15 năm. Cái này đặc biệt nó tránh được cái hiệu ứng nhà kính, khi mà bên dưới nó sẽ mát hơn bên trên rất nhiều. Còn các loại lưới khác thì không làm được việc đấy. Cái này là vỏ thông. Vỏ thông số 1 là 10.000, số 2, 3, 4 là 12.000. Phân dê là 15.000. Phân chì các thứ. Ở trong này là B1 này. Cái kỳ xanh, cái kỳ đỏ này. Bencola các thứ này. Còn bên là các loại chậu. Chậu giả gỗ này, chậu giả đất này. Để các bạn lấy hàng gì hẹn em nhé.